Khắc phục sợ hãi. Mỗi một chú chó con đều phải có một cái tên. Phải đặt tên gì bây giờ? Tiểu Đạo Đảng, Tiểu Mau Cầu, ngươi thích tên nào hả? Tiểu Đạo Đảng được không? Hả? Tại sao ngươi lại phun nước bọt vậy? Ồ, mùa thu đến rồi, thời tiết trở lạnh rồi. Nè, để ta đi tìm bộ đồ cho ngươi mặc nha. Ủa sao kỳ vậy? Rõ ràng là có một miếng vải rách có thể làm đồ cho ngươi mặc mà. Ôi da, Tiểu Đảo Đảng à, ngươi đừng có làm ồn nữa có được không vậy? Sao mở không ra vậy? Ai đó con, mở cửa giùm tôi đi. Ê, mau lên đi, tôi nghẹt thở ở trong đây lâu lắm rồi. Mau đến cứu tôi đi, mau lên đi. Mau lên đi mà. Có ai không? Mở cửa đi. Tại sao để lại ở trong cái tủ đồ này vậy? Để đang làm gì đó? Để không cẩn thận nên bị khóa cửa lại đó. Chẳng trách từ sớm tới giờ Quỳnh không thấy bóng dáng của đệ đâu hết. Thì ra là đệ bị nhốt ở đây cả ngày rồi đó hả? Đệ gọi mãi mà cũng không thấy ai đến cứu đệ hết đó. Thôi được rồi, đệ đừng có khóc nữa mà. Được rồi. Tối quá, thả tôi ra đi. Tôi sợ quá thả tôi ra đi. Tường Hòa, Quan Hỷ, hai con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao xuống sắc dữ vậy? Có phải là không ngủ không? Sau khi đã xảy ra sự việc vừa rồi thì Quan Hỷ trở nên rất sợ bóng tối. Đêm nào đệ ấy cũng ôm lấy con mà ngủ. Quan Hỷ à, sự việc này đã lâu như vậy, con còn sợ bóng tối sao? Dạ, con sợ đến nỗi đêm đến không có dám đi ngủ. Quan Hỷ, đêm khuya sẽ không làm hại con đâu. Tại sao con lại sợ đến như vậy chứ? Con cũng không biết tại sao nữa, sợ đến nỗi ngủ không được luôn. Nếu quả thật là con sợ thì phải luyện cho mình đừng sợ nữa. Ủa, không phải là con thích ăn nấm hương lắm sao? Con không muốn ăn nấm hương màu đen, con nhìn thấy dễ sợ lắm. Chẳng trách từ lúc ăn tới giờ để chỉ ăn có măng thôi. Quan Hỷ à, đệ đừng có bám chặt theo Huynh như vậy nữa. Đệ sợ mà. Ủa, Quan Hỷ, Tường Hòa. Sư phụ thấy tiết trời hôm nay đẹp, cả ba chúng ta cùng nhau ra ngoài tản bộ có được không? Dạ được, thưa sư phụ. Không, con không đi đâu. Quan Hỷ, sư phụ đặc biệt đến đây là để tìm con đó. Nếu con thực sự sợ bóng tối thì phải tự hiểu là mình sợ cái gì, sau đó tìm cách khắc phục nó. Sư phụ định dẫn con đi đến một nơi. Sự sợ hãi thật sự thật ra đến từ nội tâm của mình. Muốn không còn sợ hãi nữa, cần phải làm mạnh mẽ trí tuệ, dũng cảm đối mặt. Thôi được, tới nơi rồi. Tới rồi. Sư phụ ơi, ở đây đâu có cái gì đâu. Đó là do ánh sáng của chiếc lồng đèn quá sáng nên không thấy gì cả. Con thổi tắt lồng đèn thì mới có thể nhìn thấy được. Thưa sư phụ, con không dám, như vậy sẽ rất tối. Không có sao đâu, nếu con thực sự thổi tắt lồng đèn thì mới được nhìn thấy. Quan Hỷ à, Tường Hòa, hai con ngồi xuống đây. Đừng mà, tối lắm con sợ lắm. Bây giờ các con hãy chú ý nhìn về phía trước. Các con thấy đó, người mà sợ hãi đêm tối thì mãi mãi không được nhìn thấy cảnh tượng này. Các con nghe nè, đây chính là tiếng của thiên nhiên ở trong đêm đó. Wow, nhiều sao quá. Quan Hỷ, hiện giờ con đang ở trong bóng tối, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại nghe được tiếng hay đến vậy, lòng con có còn sợ hay không? Dường như là không sợ lắm, thì ra đêm tối cũng có thể đẹp đến như vậy. Da Phật.
vơ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.